Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Đúng vào luật sư, tôi có người bà con có tài sản ở Florida mà muốn để lại cho con không có khai sinh. Nên làm cái will hay living trust? Con không có khai sinh phải không? Dạ. Mà tài sản mà ở làm... Florida mà tài sản á, là bất động sản hay là động sản? Thí dụ bất động sản như nhà cửa hay là động sản như là bank account, investment account, 401k. Tài dạ, sản là bất động sản và động... bank too. Động bất động sản là về dạ gì nữa? Dạ, và dạ, có thể có tài sản trong nhà băng luôn. Ok. Khác khao trong nhà right. luôn. Đối với cái tài sản, cái bank account đó, thì dễ dàng cái người đó, bây giờ cái đứa nhỏ đó là cái người con không khai sinh đó, trên 18 hay dưới 18 tuổi. Dạ, thưa trên 18 tuổi. Rồi, thì cái người đó đó, đối với những cái chương mục ngân hàng, safe deposit box, hay là những cái quỹ đầu tư, investment account, thì người đó có thể để cho cái người con đó đó là người beneficiary. Còn đối với bất động sản đó thì không có cách nào, hoặc là phải add cái người con đó để làm đứng là joint tenant. Nhưng mà cái đó hơi phiền ở chỗ là rủi cái người con đó mà thiếu nợ ai đó thì nhiều khi chủ nợ nó cũng có thể say áp cái tài sản của người cha. Thì ở đó tốt nhất á, là nên làm cái living trust. Thì Florida đó vẫn có thể, cái living trust á, nó có hiệu lực và nó áp dụng không phải chỉ California mà toàn 50 tiểu bang. Tuy rằng đó mỗi tiểu bang nó có sự khác biệt về vấn đề luật về bất động sản cũng như về chuyển nhượng vân vân. Thì tôi khuyên đó là bà nên nói cái người mà thân của bà Florida nên làm một cái living trust. Lý do đó là người con đó là không có khai sinh. Do đó nếu ông không làm đó thì có thể là cái người con đó sẽ không được hưởng chi hết, là bởi vì họ không có giấy tờ chứng minh là con của ông này. Do đó đó, để cho cái người con không khai sinh được hưởng, đòi hỏi là ông này phải làm một cái trust, làm cái will cũng được, nhưng mà với cái di chúc đó, là cái will đó thì vẫn phải qua probate, và khi phải qua probate đó, thì dễ đưa đến cái sự tranh tụng lắm. Là bởi vì đó, cái người con này là con không có khai sinh. Thành ra để tránh cái sự tranh tụng thì tốt nhất đó, và cái để cho người con này cũng có thể được hưởng cái tài sản nhanh chóng, thì tốt nhất đó là cái ông đó nên làm cái living trust nhé. Dạ. Ok. Còn người con thì hiện thời giờ đang làm cái giấy giờ xác nhận là con của ổng. Dạ, nếu mà một khi ổng đã làm cái thủ tục gọi là bởi vì không có khai sinh, do đó vì ông phải làm cái thủ tục là hoặc là adoption, là chấp nhận người con này như người con của ông, hay là ông phải làm cái đơn gọi là cái petition to determine paternity, tức là ông làm cái đơn để xin tòa để xác nhận ông là cái người cha của đứa nhỏ này. Tuy nhiên đó, mỗi cái nó đều có cái lợi và hại khác nhau. Thành ra đó, tốt nhất là ông nên tham vấn với cái luật sư ở Florida, bởi vì họ có thể hỏi là thí dụ, tôi lấy thí dụ nha. Lấy thí dụ là khi cái người con nó còn nhỏ mà mẹ của đứa nhỏ đó ăn trợ cấp xã hội, mà bây giờ nếu mà ông nhìn nhận đó, ông là cha của đứa nhỏ từ khi nó sinh ra, đưa đến đó, ông có thể phải chịu trách nhiệm để hoàn trả lại cho chính phủ những cái số tiền trợ cấp mà chính phủ đã cho mẹ đứa nhỏ đó. Thành ra thí dụ thôi, thì tôi không chắc là như vậy. Thành ra tốt nhất đó là ông người quen của bà đó nên tham vấn người luật sư Florida, cho họ biết mọi hoàn cảnh sự việc như thế nào, tại sao là con mà lại không có tên trong khai sinh vân vân, thì để họ có thể cho một cái lời mà advice mà tốt nhé. Yeah. Ok. Xin hỏi luật sư, cái tài sản này đó thì sau này ổng có kết hôn với một người vợ, mà cũng còn người vợ và ổng đều có tên trong cái những tài sản này, thì thí dụ như ổng để cái liên minh tết cho 50% của ổng đó là cho người con này hết, có được không? Cái problem đó là cái vấn đề đó là ổng đứng tên người vợ đứng cách nào. Có nhiều cách có thể đứng
để bất đồng tài sản. Thành ra đó, cái vấn đề này muốn ông để riêng cho cái người con mà riêng của ông đó, thì ông phải nói chuyện với cái người vợ hiện giờ. Và tôi không biết cái cách ông đứng như thế nào, thì có nhiều cách đứng lắm. Có thể cái cách đứng chẳng hạn như là ông 50, bà kia 50, phân chia rõ ràng. Thì khi đó cái 50 ông có thể bỏ vô cái trust riêng của ông. Còn nếu mà ông đứng là thí dụ như joint tenant, thì trong trường hợp đó ông không làm được cái trust riêng và không thể để cái 50% cho cái người con của ông, mà ông phải nói chuyện với người vợ của ông. Nhưng mà tốt nhất đó là bởi vì cái chuyện này nó xảy ra Florida. Tôi không có cái bằng hành nghề Florida, thành ra ông nên liên lạc với cái luật sư có bằng hành nghề Florida thì họ có thể cho ông cái lời khuyên tốt hơn. Nha. Cảm ơn bà. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ luật sư Liêm, dạ luật sư Liêm nói trên TV á hả? Dạ phải bà. Dạ thưa luật sư Liêm ạ. Dạ thưa luật sư Liêm, tôi là người Việt Nam á, luật sư, tôi có cái vấn đề là cái tôi hiếu tịch đó. Thì người Việt Nam mình nó có cái tên đó là thí dụ như là cái tên đệ mà hai cái tên nó ví dụ như Nguyễn Thị Thúy Hằng chẳng hạn. Thì là lúc mình vô quốc tịch đó thì người ta hỏi mình là giờ lấy tên là Hằng Thị Nguyễn Thị Thúy gì đó, lấy tên Hằng là trước không, thì mình thấy là thí dụ như Thúy Hằng hay Hằng giống nhau á. Cái mình nói thôi Thúy Hằng cái tên đệ, tại mình hay gọi tên Hằng á là hay gọi Thúy Hằng hay là Hằng cũng được. Xong thôi đến lúc mình xin Obamacare, mình cũng lấy cái quốc tịch đó, có mình nói là Thúy Hằng Thị Nguyễn gì đó. Cái lúc mà mình đến đây thì mình làm cái social đó thì là tên là Hằng Nguyễn đó không? Mình nói đến lúc bây giờ đến đây cái bảo là không đúng. Bây giờ làm rắc rối thì có cái cách nào không mà làm cho nó gọn không? Không có cách nào bà ơi. Bà đó mà cái cách bà đứng đó, nó sẽ nhức đầu đó. Tôi khuyên á, bà sẽ lấy cái giấy, bà còn giữ cái giấy quốc tịch và quốc tịch phải không? Dạ còn. Ok, cái cách trong cái giấy quốc tịch bà đứng như thế nào đó, nếu mà chẳng may bà để chẳng hạn như Thúy Hằng Thị Nguyễn hay là Hằng Thúy Thị Nguyễn gì đó, chắc là Thúy Hằng Thị Nguyễn thì phải, thì mang cái giấy đó bà đến cái sở an sinh xã hội để cho họ sửa lại là cái tên như vậy. Đó là cái thứ nhất. Sau đó đó, sau khi bà đổi cái tên như vậy ở sang xã hội, sau đó bà mới đến DMV là nha lộ vận để bà lấy lại cái travel license lại là tên Thúy Hằng Thị Nguyễn. Xong rồi đó, nếu những cái nhà cửa nào mà bà đứng tên đó thì bà cũng nên đổi lại. Và sau cùng khi mà bà qua đời đó thì thường thường trong cái giấy, và tôi nói như này không những cho bà mà cho những người thính giả khác đó, trong cái giấy khai tử đó, cái certificate of death của Mỹ đó, nó có hai cái phần mà mình có thể để cái tên của mình, là chẳng hạn như là của bà, thí dụ là Thúy Hằng Thị Nguyễn. Dưới cái phần đó nó có cái phần nó để là AKA, tức là also known as, còn có tên là, thí dụ bà để là Hằng Nguyễn, thì bà nên sau này nếu chuyện gì xảy ra cho bà hay là những quý vị nào mà chẳng hạn qua đời mà có mình có hai tên thì mình nên để cả hai tên ở trong cái giấy khai tử của mình. Bởi vì sao? Bởi vì một khi mình qua đời rồi đó, cái giấy khai tử đó đó nó rất là quan trọng để cho mình, hoặc là chuyển nhượng bất động sản mà mình có tên để mình có thể claim Social Security, để mình lấy cái tiền, những người thân mình lấy những cái benefit, chẳng hạn cái survivor benefit, hay là mình phải claim với lại life insurance, hay mình thông báo với lại health insurance, hay là mình collect số tiền ở trong những cái bank account. Thành ra đó, Việt Nam mình bởi vì như vậy đó, thành ra đó là cái khuyên thứ nhất. Khuyên thứ hai, thường cái người Việt Nam mình nó chỉ có hàng mấy chục triệu người họ Nguyễn, mà thành ra có những cái tên mà sao nhất một khi mình vào Mỹ mình dùng cái tên chẳng hạn như Mary, thì mình nên vẫn tiếp tục giữ cái middle name của mình. Là bởi vì lấy thí dụ mình tên là Mary Nguyễn, bây giờ mình tôi trước mình là Thúy Hằng Nguyễn nhá, mà bây giờ mình dùng là Mary, thì bây giờ mình nên giữ cái tên lót của mình đó là Mary Thúy Hằng Nguyễn. Tại sao như vậy? Là bởi vì nếu mình để là Mary Nguyễn mà mình sẽ thấy rằng nó có thể cả vài trăm, có thể cả ngàn người
đều là tên Mary Nguyễn hết. Tại vì thứ nhất, Nguyễn là người Việt Nam mình có chừng mấy chục triệu người mà tên họ Nguyễn. Hai là Mary là cái tên rất là phổ thông ở Mỹ. Thì do đó hai cái hợp lại với nhau là mình sẽ thấy rằng rất là nhiều người mà cùng cái tên là Mary Nguyễn. Thì để tránh cái sự cùng tên đó, chỉ có cách là mình giữ cái middle name của mình là như thế nào, mình giữ vô đó thì at least nó tối thiểu là nó giảm bớt những cái sự trùng tên của những người mà khác mà thôi nhé. Ok, dạ thôi, cảm ơn bà. Dạ thưa bác sĩ, dạ thưa bác sư, là bây giờ là mình cũng muốn câu hỏi, nếu mình muốn giữ lại cái tên của là mình ấy, dù hạng một cái hạng thì mình phải làm sao? Không, bà không cách nào hết đó. Bà muốn giữ, về muốn giữ cái tên trước của bà trước khi bà vào quốc tịch đó, thì còn cách duy nhất là bà thứ nhất bà coi lại trong cái tờ giấy quốc tịch của bà, nó có nhiều khi ở sau lưng đó nó có hai cái tên, có tên trước của bà. Nếu bà còn giữ là như vậy thì không sao. Còn nếu á, mà trong cái giấy quốc tịch bà chỉ có cái tên mới mà thôi, mà bà muốn quay trở lại cái tên cũ, thì không còn cách nào khác là bà phải ra tòa để làm cái tên, cái petition for change of name thôi, xin để tòa đổi là cái name cũ mà thôi. Okay. Dạ, thực ra trước khi mình vào quốc tịch nó có, mình có hai tờ giấy đó, một cái tờ giấy tên cũ, một cái tờ giấy tên là hiện thời trong quốc tịch đó, thì mình giữ cái đó lại thì mình đến tòa mình xin lại được không? Dạ, bà có thể đến tòa mình xin được để đổi tên lại cũ lại được. Mình có phải ra tòa không ạ? Bà có thể phải ra tòa, bà không nghe tôi nói, tôi vừa mới nói bà trong cái giấy quốc tịch của bà đó, có nhiều cái giấy quốc tịch đó, cái tên trước là cái tên mà chính thức, mà cái tên sau khi bà vào quốc tịch. Nhiều khi sau lưng của cái tờ giấy mà quốc tịch đó, nó sẽ có để cái tên cũ của bà trước và tên gì. Nếu bà có cái đó thì bà không cần đổi cái tên. Còn nếu bà không có cái đó thì bà phải ra tòa để đổi cái tên, rất tốn kém cho bà. Hả? Cảm ơn bà. Đến đây thì chúng tôi quá giờ rồi, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt hơn một giờ qua. Và hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau cũng từ 7 tới 8 giờ. Và từ đây tới đó thì nếu mà quý vị có những cái nhu cầu về luật pháp hay câu hỏi về luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Với hơn 32 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự cộng tác với nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ. Và xin chúc quý vị một tuần lễ với người thân và gia đình, và hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Dạ, xin cảm ơn.